Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử hay là Phong đây. Thì ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một cái dự án là ANKR. Và thực tế ra mà nói á, thì là cái dự án này thì em cũng đã làm một thời gian khá là lâu rồi, ở những cái vùng giá khá là cao và em cũng đã đưa ra những vùng giá thấp. Và hiện giờ thì những cái vùng giá này nó đã đến và chúng ta có thể là quay trở lại để chúng ta xem xét là có thể là gom hàng ở trong thời gian tới nha chị nhé. Thì về mặt sản phẩm của dự án này á, thì em nói thiệt là không có gì để bàn cãi. À, đây là một trong những dự án làm về Web 3 mà em rất là tâm đắc và em rất là thích luôn, cực kỳ thích về cái dự án này luôn nha anh chị nhé. Và đến thời điểm này nó có những vùng giá đẹp cho nên em quay trở lại đây để đưa ra những cái phương án để anh chị có thể tham khảo và đầu tư ở trong thời gian tới. Thì về mặt sản phẩm đi, hiện giờ thì nó cũng đã có rất là nhiều những cái sự nâng cấp về cả công nghệ và cũng như là về cả những cái mức độ hợp tác, những cái partner của nó thì nó rất là nhiều rồi anh chị. Như là Binance cũng có sự góp mặt ha, Chili hay là Polygon, SushiSwap, rất là nhiều ha, những cái tên tuổi lớn ở trên thị trường và cũng như là cái hệ thống ecosystem của nó cực kỳ rộng và hầu như là ở trên mạng lưới nào, blockchain nào cũng thấy cái sự hiện diện của ANKR nha chị. Thì đối với cái công nghệ của nó, nếu như anh chị thật sự mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái sản phẩm và cái công nghệ của nó thì em đã có làm một cái video cách đây là khoảng 2 năm rồi nha chị, 2 năm trời rồi, là khoảng 2022 đến hiện tại là 2024. Thì đây là cái tên là ANKR có đáng đầu tư năm 2022 nè anh chị nè. Đó, thì em cũng đã đưa ra những cái vùng giá, em cũng đã nói về những cái sản phẩm của nó ha. Thậm chí là anh chị có thể thấy rằng là em cũng có code thử, em chạy thử những cái API của nó như thế nào. Thì anh chị nào mà muốn nghiên cứu kỹ hơn về cái công nghệ của nó, cái sản phẩm nó tốt hay không thì anh chị có thể là xem qua cái nội dung video cũ này nha chị nha. Nó thật sự rất là ok để anh chị có thể là ngắm đến. Và đến thời điểm này chúng ta hãy cùng nhau phân tích về cái vùng giá ở trong thời điểm hiện tại. Thì như anh chị thấy là cái thời điểm trước đó thì cái vùng giá nó khá là cao. Ở năm 2022 em làm lúc đó cái thời điểm mà em làm vùng giá của nó đang nằm khoảng là 0.06, 0.07. Thì thời điểm hiện tại nó chỉ còn cái mức giá là 0.024. Và nếu như anh chị nhìn ở đây thì anh chị thấy rằng là nó gần như là vùng giá đáy đối với cái dự án ANKR này rồi nha chị nha. Về cái lượng cung lưu hành thì anh chị thấy là chỉ có 10 tỷ và nó cũng đã cung ra hoàn toàn cái lượng cung của nó ở thời điểm này rồi. Và cái vốn hóa đi anh chị, một cái dự án mà đã tăng trưởng ở trước đó rất là kinh nha chị nha, từ 0.012 tăng lên 0.15, tăng rất là nhiều luôn ở kỳ trước. Và chị thấy rằng là đến thời điểm này khi mà nó vẫn tồn tại và cái mức vốn hóa của nó vẫn đang nằm cái mức là 239 triệu đô, đây là một con số cực kỳ đẹp để chúng ta có thể thấy rằng là cái vùng giá của nó đang cực kỳ thấp, cái giá trị vốn hóa của nó cũng đang rất nhỏ và trong tương lai thì cái khả năng tăng trưởng của nó rất là tốt nha chị nha. Và về cái mặt khác nữa, như là về những cái listing nha chị, thì anh chị thấy là tất cả những sàn lớn ở trên thị trường đều có mặt của nó cả, như là Binance hay là Coinbase hay là Bitget, rất là nhiều nha anh chị nha, những cái sàn lớn ở trên thị trường đều có sự hiện diện của ANKR. Và vì vậy khi mà chúng ta thấy một cái dự án làm về Web 3 nó có công nghệ tốt này, nó có partner tốt này, nó được listing lên nhiều sàn giao dịch tốt này, nó có lượng cung đã mắc supply rồi nè anh chị nè, và cũng như là cái vốn hóa nó còn bé, thì chúng ta hãy quan tâm đến cái vùng giá để chúng ta có thể là gom được nha chị nha. Thì về vùng giá ở kỳ trước thì em cũng đã vẽ cái chart này ra, em phân tích với anh chị lúc đó là nó rơi tầm khoảng là 0.06 ở trên này nè. Đó thì em có kêu rằng á, là nếu như mà anh chị mua ở cái khu vực này, tức là sao anh chị đang mua gần với lại cái vùng cung ha, đây cái supply này 2022, em vẽ cái chart này từ 2022 nha anh chị nha. Đây thì 2022 em có vẽ ra cái này rồi, là supply này, demand 1, demand 2. Thì đến thời điểm này giá cả vẫn đang loanh quanh ở cái demand 1. Và nếu như trong thời gian vừa qua mà anh chị xem video của em á, mà anh chị bắt ở ngay cái vùng demand 1 này á, thì cái lần gần đây nhất thôi là anh chị thấy là nó tăng bao nhiêu phần trăm ạ? Nó tăng 300% ha. Và mỗi lần nó chạm về cái ngưỡng demand 1 này đều có những cái sự phục hồi lên. Bởi vì sao anh chị? Thì ở đây em sẽ phân tích lại với anh chị một tí ha. Ở cái khu vực giá này nè, là cái nơi nó đã tích lũy một cái lượng hàng quá lớn anh chị, nó là một cái vùng tường hỗ trợ cực kỳ căng ha, và để mà nó phá xuống demand một này đó là một câu chuyện rất là khó, rất là khó ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu như nó về lại vùng demand một, đây sẽ là cơ hội để anh chị gom hàng, và nó cũng gần như là đến cái vùng demand một này rồi anh chị, nó chỉ còn cách là khoảng 40 mấy% từ cái vùng giá hiện tại là khoảng 0.024 về tới cái vùng như thế này là khoảng 40 mấy% thôi. Thì trong thời gian tới nếu thật sự nha mà anh chị muốn gom á, thì anh chị có thể là nhắm đến cái vùng demand 1 này, thì nó sẽ nằm từ là 0.016 đổ về cái ngưỡng giá là khoảng 0.09, là cái nơi để anh chị có thể là tích hàng
đối với cái dự án này nha chị. Đây là một cái vùng cực kỳ đẹp của em nói thiệt. Và về phân tích kỹ thuật đi, nếu chúng ta xét cả về hỗ trợ bằng Fibo, em kéo từ vùng đáy nhá, cái râu đáy này nè chị. Em kéo từ cái vùng đáy nhá, đây cái râu đáy này ha. Em kéo lên trên cái vùng đỉnh thì anh chị thấy là gì ạ? 0.5 và 0.618, nó nằm ngay cái vùng demand 1 mà trước đó em phân tích về hành vi giá cho anh chị, đúng không ạ? Thì khi mà giá về đây thì anh chị có thể là gom, anh chị có thể chia ra. Đầu tiên là về khoảng 0.011 là nằm ở trong cái vùng đầu tiên ở trên này nè, thì anh chị bắt đầu là gom một phần nếu như anh chị sợ rủi ro ha. Ví dụ như anh chị sợ rủi ro trong thời gian tới, ví dụ anh con nó sấp mặt đi chẳng hạn, thì anh chị có thể đợi ở cái vùng 0.618, 0.005. Thì đây sẽ là hai khu vực để anh chị có thể là gom hàng ha. Anh chị nào thích nhanh chóng để có hàng thì anh chị gom ở cái vùng đầu tiên là 0.011 để đỡ bị lỡ tàu hay như thế nào đó, thì anh chị có thể cần gom ở cái quanh cái khu vực là, thì anh chị có thể là canh để gom quanh cái khu vực là 0.011. còn nếu như mà giá nó sập về thì anh chị gom ở cái vùng như thế này ha. Thì kèm với đó, khi chúng ta nhìn về cái chỉ báo cluster rồi thì anh chị thấy rằng là nó đang ở ngưỡng quá mua, đang ở ngưỡng quá mua, và cái tỷ lệ điều chỉnh ở khung thời gian này là khung tuần nha anh chị nha. Khung thời gian này là khung tuần, cho nên là cái vùng giá sâu hơn nó vẫn có thể xảy ra, nó vẫn có thể là xảy ra đối với dự án ANKR này. Cho nên là anh chị cũng có thể là chi vốn ra để đầu tư cho nó đỡ mạo hiểm hơn, nó an toàn hơn nha anh chị nhé. Và kèm theo đó thì khi mà chúng ta nói đến những cái vùng như là hỗ trợ rồi thì chúng ta cần phải bàn thêm về những cái vùng TB, đúng không anh chị? Chúng ta cần phải bàn thêm những vùng TB. Thì em sẽ sử dụng là Fibo mở rộng để em xác định về vùng TB. Thì anh chị có thể là kéo từ đáy này lên tới cái vùng đỉnh cao nhất của nó, quay trở lại cái khu vực thời điểm này à, thời điểm này thôi nha chị. Ví dụ nó có rơi sâu hơn thì anh chị có thể điều chỉnh lại. Thì ở đây em cứ lấy ở cái vùng này trước đi à, em lấy vùng này trước thì anh chị thấy rằng là chúng ta sẽ có hai mốc quan trọng à, chúng ta sẽ có hai mốc TB quan trọng nha chị nhé. Đầu tiên là mốc 11 và 0.618 ở đây à, và nó tương đương cái vùng giá là khoảng 0.14 đô la à, và cũng như là 0.22 đô la ở mốc là 11, và cao hơn một tí nữa là chúng ta sẽ có khu vực là 2.618 và cũng như là khu vực tỷ lệ 21, tương đương là khoảng 0.42 cho đến là 0.55 đô la nha anh chị. Đó, thì đây sẽ là hai vùng TB chính nếu như anh chị nắm giữ ở trong ít nhất là 2 đến 3 năm tới thì hoàn toàn em nghĩ rằng là nó có thể đạt được. Hiện giờ vốn hóa chỉ mới nằm ở cái mức là khoảng 239 triệu đô, rất là nhỏ anh chị. Và cái dự án này nó thực tế một cái điều á, nó có một cái ứng dụng, những cái ứng dụng rất là thực tế mà web 3 nào bây giờ cũng cần. Anh chị thấy là web 3 bây giờ nó chỉ lanh quanh ở những cái vấn đề làm ví làm đồ, đúng không anh chị? Nhưng mà cái cốt lõi, cái sườn chính ở bên trong để chạy được những cái ví đó, để hoạt động được trong blockchain, để gọi những cái câu lệnh, để mà gửi những cái gói đi xung quanh những cái mạng blockchain đó, thì nó cần những cái công nghệ của ANKR như là API hay là những công nghệ scaling của ANKR, nó rất cần thiết luôn ở thời điểm này đối với lại những cái dự án về web 3 hả chị ha. Và những cái dự án nào mà nó càng có yếu tố thực tế thì nó càng có yếu tố giá trị để nó tăng trưởng hơn ở trong tương lai. Vì vậy nên đây vẫn sẽ là một dự án đáng để gom. Và đối với những cái vùng giá cao ở trên này á, thì nếu mà chúng ta tính thử về cái vốn hóa đi anh chị ha, chúng ta hãy tính thử về vốn hóa để xem thử rằng là trong thời gian tới nếu những cái vùng giá nó tăng lên á, thì những cái vốn hóa nó sẽ tăng cỡ bao nhiêu. Ví dụ chúng ta lấy ở cái mốc là 0.14 đi anh chị ha, ta nhân với lại 10 tỷ cái đồng ANKR đang được lưu hành ở trong thời điểm hiện tại, thì chúng ta có con số là chỉ 1 tỷ tư nếu chúng ta quay trở lại cái vùng này ha. Và cao hơn đi, em lấy cái mốc xa nhất có thể đi, ví dụ như là khoảng 0.42 đi ha, 0.42 thì chắc chắn là nó rất cao luôn anh chị, rất rất cao luôn đó, là nó 4.2 thì về cái vấn đề là nó chạy lên trên hai vùng TB này á, thì em nghĩ rằng cái vùng TB ở ngay cái vùng supply này nó vẫn sẽ là cái vùng gọi như là cao nhất ha, cao nhất ở thời điểm này mà em nhắm đến. Bởi vì là sao? Bởi vì nếu chúng ta gom ở cái vùng demand 1 này, giả sử nha, nó tăng lên khoảng 0.14 thôi, nó đã tăng 8 lần rồi anh chị, nó đã tăng 8 lần rồi. Rất cao luôn anh chị, 8 lần ở trong một cái mùa uptrend nó cũng gọi tương đối là khủng đó anh chị. Trong những cái dự án Ancon mà kỳ trước á, những cái dự án mà nó đã tồn tại và chạy ở trong bull run 2021 ấy, em thấy thường là nó sẽ tăng từ 1000% cho đến là khoảng 1500% là maximum. Maximum luôn, có nghĩa là tối đa luôn một cái dự án mà nó chạy để nó kéo cái vốn hóa lên cỡ đó rất là kinh rồi chị. Cho nên là đối với em thấy á, đã có công nghệ, đã có sản phẩm sẵn rồi thì cái vấn đề chúng ta nên thu hẹp cái TB lại một tí thì nó sẽ giúp chúng ta an toàn hơn. Cho nên là đối với dự án này á, thì anh chị nên chia nhiều cái TB hơn nữa, chứ không phải là chỉ nhắm đến hai cái TB cao này. Thì em sẽ tạm thời em tắt cái này đi ha, và em sẽ thêm một cái TB nữa ở trong cái phạm vi giá là từ khoảng 0.22
cho đến cái ngưỡng là ở cái vùng demand một này hay cái vùng cầu một này là khoảng 0.015, thì cũng đơn giản thôi, chị vẫn là Fibo thoái lui. Anh chị kéo từ đỉnh xuống đáy và anh chị thấy rằng là ở cái khúc khoảng 0.05 cho đến là 0.07 sẽ là cái vùng cực kỳ đẹp để chúng ta có thể xem. Ví dụ như là chốt gốc đúng không anh chị, ở đây là nó tăng đã x2 này, hơn x2 này, 0.618 là x3, hơn x3 rồi, x4 lần rồi. Cho thì khi mà giá cả mà lên đó thì em nghĩ rằng là cũng sẽ có một lượng ít người chốt lời, một lượng ít người chốt lời ở những khu vực giá này. Cho nên là chúng ta nên chia ra thành ba khu vực TP, một là quanh 0.05 cho đến là 0.07, hai là từ 0.13, 0.14 ha lên tới khoảng là 0.21, tức là quay trở lại đỉnh cũ của nó, và ba là cái mốc mà không thể tưởng tượng nổi ha, mốc cực kỳ xa luôn, nó rơi tầm khoảng 0.42 cho đến là 0.5, thì chúng ta nên lựa chọn một trong hai khu vực này để chốt lời. Nếu như anh chị nắm giữ trong 2 đến 3 năm tới thì anh chị có thể là nhắm đến những khu vực này ha, và chúng ta chốt lời được. Thì ở trong video ngày hôm nay thì cũng không có nhiều vấn đề nữa để em nói về dự án này. Một dự án là về Web3 cực kỳ tốt và em rất quan tâm và em rất là thích. Và dự án này nếu như anh chị muốn tìm hiểu về những dự án Web3 để anh chị đầu tư thì đây sẽ là một trong những dự án mà anh chị phải xem qua. Bởi vì là nếu như anh chị làm một cái danh mục đầu tư trong Web3 mà anh chị quên đi mức ANKR của dự án cực kỳ khủng như thế này thì em nghĩ rằng là anh chị sẽ có thể là đánh mất những cơ hội ha. Nói chung á, là em cũng không có khuyến khích anh chị phải đầu tư vào cái dự án này, nhưng mà em thấy được cái cốt lõi, cái tiềm năng của nó thì em giới thiệu để anh chị, để chị tham khảo. Và nếu như anh chị thấy thích về cái dự án này thì anh chị có thể là xuống tiền, đó là tùy theo quyết định đầu tư của anh chị ha. Em không can thiệp vào cái dòng tiền của anh chị. Và đối với những cái thông tin và sản phẩm thì một lần nữa thì anh chị hoàn toàn có thể là xem lại những cái video mà em làm cho anh chị xem ở đây ha. Ví dụ như em chạy thử một cái API của nó như thế nào, nó gọi về như thế nào, tốc độ ra sao, vân vân, để anh chị có thể là nghiên cứu thêm ha về cái dự án này nha chị nhé. Và nếu như trong thời gian tới mà anh chị muốn đầu tư cùng team thì anh chị cũng có thể là mua ANKR ở trên Binx ha, và để mà sử dụng qua những tính năng như là spot này, hay là những cái khác như là trading future, trading kiểu như là chơi vàng, chơi phái sinh á, thì anh chị hoàn toàn có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để ở dưới phần mô tả video này nhé. Rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung video ngày hôm nay về ANKR, và trong thời gian tới em sẽ còn review và cập nhật cho anh chị rất là nhiều những cái dự án hay. Cho nên là anh chị đừng quên là có thể là để lại nút like, nút đăng ký và ủng hộ team ở trong thời gian tới nha chị nha. Rồi thì cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.